Vâng, ừ, chúng ta đến với uh, bóng đá châu thì uh, có lẽ là đêm qua chúng ta được xem một trận đấu uh, tuyệt vời giữa Real Madrid và uh, Bayern Munich thì chúng ta cũng thấy rằng là đúng thật là cái ADN của của gông Real nó ghê quá. Uh, bây giờ chúng ta nói đến ADN của Real với cúp C1 thì tôi nghĩ là nó cũng thừa những việc là chúng ta nói uh, uh, ca ngợi Messi, với Ronaldo nhỉ? Yeah. Bởi vì nó cũng nó cũng, 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 không còn gì để nói nữa, vì cái ông này nó là như thế một đội bóng mà bản lĩnh một đội bóng mà quá duyên với cúp C1 họ vượt qua được Man City ở trận đấu mà họ phải chịu trận hoàn toàn và bây giờ thì họ nói thật là tôi không nghĩ rằng Dortmund có thể chặn được họ ở trận chung kết đâu đá một trận thì 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 thì, thì khó quả thật là khó quả thật là khó cái cặp Vinicius rồi Rodrigo hay quá nha yeah. lão tướng Moritz vẫn hay như thế và đội bóng này thật sự là là là, 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 là quá xuất sắc còn Borussia Dortmund vào thì chúng ta phải chúc mừng rõ ràng là à. họ chơi hai rất trận rất là kiên cường nhưng cũng phải nói thêm rõ là Paris Saint Germain đen quá 6 quả đá vào Cô xa đạo. và cột xa Cốt trong hai trận đúng không lượt về là bốn bốn quả lượt đi là hai quả thì rõ là mà cái, cả cái mùa năm dương... nay là 12 quả đó đen làm nói nào được giả biết nói nào họ cũng đá đến 30 quả gần gì nữa không thể nào ghi được bàn còn Dortmund thì đấy họ tận dụng rất là tốt còn Bayern thì tôi cũng chỉ nói cho anh Kên là anh đen biết làm nào được ông không đi biết sang đây để hiệu gì, gì nhiệm được. Ừ, ông được ra, giành bán nhiệm kết được về vừa rồi cũng là một trong những trận đấu đỉnh cao của Bayern mùa này đấy. quá hay luôn. Đó, với những con người đấy với cái lối chơi đấy với vị huấn luyện viên mới, tôi nghĩ rằng trận bán kết được về là một trong những trận đấu hay của của Bayern mùa này. nhưng đúng là họ đang có rất nhiều vấn đề của họ từ cái giao thời của những lứa cầu thủ, rồi đến uh, việc uh, liên tục thay đổi huấn luyện viên với những cái triết lý những cách làm khác nhau, nó khiến cho đội bóng này mất đi cái chất Bayern. Thế nên là trận đấu rồi tôi còn thấy họ đá có vẻ như là chất bèn nhất Còn máu lửa còn có dáng dấp cho dù là kể cả Pavlovic cũng là một cái gương mặt mảnh ghép mà người nói rằng chưa xứng đáng để đá trận đấu đó Nhưng anh vào sân mà anh cũng đã làm thành hoàn thành nhiệm vụ nhưng đúng là ở thời điểm hiện tại thì bayern thua real là xứng đáng cho dù là sau trận đấu nhiều người sẽ nói về những quyết định của trọng tài rồi những uh, thời ơi. điểm của trận đấu nhưng uh, xét một cách tổng thể qua cả hai trận đấu thì chúng ta thấy rằng real madrid đội bóng đi, đi đi tiếp là xứng đáng cũng dễ hiểu thôi khi mà trong đội hình của họ vẫn có năm sáu nhà vô địch champions league bốn năm mùa liền rồi những cầu thủ trẻ của họ cũng đã có những cái sự cài cắm có sự đan sen và uh, hòa quyện với đội bóng rất là nhanh thì tôi nghĩ rằng đó chính là cái adn Eden đến từ những thủ lĩnh, đến từ những cựu binh họ dẫn dắt những cầu thủ trẻ tiếp nối con đường của họ. Rồi cái cách bài binh bố trận của ông Ancelotti nữa nó cũng là một cái ADN của nhà vô địch nữa. Chứ sao bây giờ bảo họ là áp đảo được đội bóng khác thì phần lớn thế nhưng mà không phải là, là đội áp đảo nhất. Ví dụ Tuyệt đá Man City chẳng hạn là, là là họ là chịu trận. Thế nhưng mà họ chịu trận một cách khoa học. Một nhưng cách nhưng kiên như, kiên như trận đá với Munich hôm qua thì tôi nói thật rằng là cái chúng ta bị ấn tượng bởi hai cái bàn thắng để vượt lên của họ ở cái những phút cuối còn thực chất là cả trận họ vẫn là đội nhìn hơn. Ừ. hơn họ vẫn tạo bao nhiêu cơ cái cái, cái cái tình huống lợi hại của họ nó nhiều nó nhiều hơn hả? hẳn. Dạ. Và các cái đường bóng của họ đá là là đấy cái anh Muziala anh nói rằng là nếu như trách Neuer thì nên nhớ một điều rằng là nếu không có Neuer thì đội bóng này làm sao vào được đến đây nó ừ, loại lâu rồi chứ đúng rồi được thế thế ra là cái đấy là đúng thôi mà chứng tỏ một điều rằng Real vẫn quá tốt quá tốt không phải chỉ là họ đã có được cái khoảnh khắc những cái khoảnh khắc cuối đâu mà rõ ràng là cái khả năng tổ chức trận đấu của họ và những cái nhân nhân tố của họ vẫn là quá hay và nếu như có tiếc thì tôi nói thật là tiếc cho man city thôi bởi người man city gặp họ man city thì uh, quả thật là hai trận đấu đấy thì um, đội nào vào thì cũng xứng đáng thế nhưng mà nói thật trong lòng tôi vẫn thấy rằng là man city đội nào xứng đáng hơn một chút khi đá với real nói thật là họ áp đảo hơn họ khống chế được trận đấu họ, họ kiểm soát được thế nhưng mà đấy bóng đá cái adn nó bao gồm cả sự may mắn nữa real đã rất là, 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 là kiên trì và lý lợi đấy đó là cái điều mà chúng ta muốn nói đến đội bóng này nhưng mà cái sự khâm phục lớn nhất dành cho Real đó là cái thời điểm phút thứ bảy mấy họ để thua một cái bản thua bàn thắng rất là đẹp của Alfonso Davies. nhưng mà chúng ta không nhìn thấy một chút nào cái hoàng sự hoảng loạn, loạn chúng ta vẫn thấy rằng họ đá một cách hết sức bình thường và có cảm giác như là nó không khác gì những phút trước đó và bàn thắng cũng có thể đến bất cứ lúc nào ngay tức những bàn thắng đã được ghi rồi Ryan là họ bản lĩnh thì đương nhiên nhưng vấn đề là nó phải nó nó phải biết cách tức là, 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 là biết cách gọi là là xử lý các cái vấn đề của mình mà trước đây thì cái phút bù giờ nó chỉ khoảng 3 phút 5 phút ấy. thì cái phút thứ bảy 77 mà thua thì rõ ràng là nó rất là nguy hiểm nhưng bây giờ tình huống bù giờ nó nhiều rồi ra là cái tâm lý của họ nó rất ổn thế nhưng cái quan trọng nhất là cái việc mà khi họ đón nhận các cái tình huống để thua đó và cái tình huống mà họ có bàn thắng mà họ bị từ chối đấy thì khác với những đội bóng khác những đội bóng yếu bản, yếu bóng vía yếu bản lĩnh ở chỗ là thế này hay cự cãi trọng tài đây là có nhưng mà à rồi okay. tập trung vào việc khác là 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 à, vào không. Cái... cái đội này nó quen ở đây quá rồi không nhưng mà vấn đề chỗ là nó phải nó phải hết sức là nó hết sức là thực tế ở chỗ là thế này cái thời gian mà anh anh tranh cãi, cãi, cãi thì gì? anh tập trung vào cái việc là thôi xong rồi đằng nào cũng không thay đổi được vấn đề gì quay trở lại vào tình huống tiếp theo thì nó sẽ lại nảy sinh ra vì thực ra là sau cái quả mà không được công nhận bàn thắng đây thì đâu có một chút thôi thì nào có bàn gỡ thôi. Đúng rồi, đấy thì đúng cái đúng vấn đề nó 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 phải có một cái tính thực tế ở chỗ đấy và cái thực tế đấy tôi nghĩ rằng đấy là một bài học. Tôi ừ. cho rằng trong cái kỷ nguyên bóng đá hiện đại này thì Ti có lẽ là người làm Real hợp lý nhất. Bóng đá hiện đại thì luôn cần có một sự cân bằng và ông luôn người ý này thì rõ ràng là cái cách mà họ duy trì cái hình khối của họ từ dưới sân xong rồi tịnh tiến lên ý. Lúc mà phòng ngự cũng tịnh tiến về còn tấn công thì tịnh tiến lên và kết hợp giữa cái độ lì, độ lạnh và tập trung tổ chức của người Ý với cả cái phóng khoáng của Vinicius và Rodrigo thì hết sức là tuyệt vời và và thực sự là 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 cảm giác là Real lúc nào cũng có thể khiến đối phương phải trả giá kể cả sai lầm nhỏ nhất hoặc thậm chí là nhiều người chưa nhìn ra sai lầm thì họ cũng đã như là một con ngó của họ rình đúng cái thời điểm đấy và thực ra mà nói thì nếu nói không mắc một cái lỗi cũng rất là nghiêm trọng như vậy thì cũng chưa biết thế nào Ê, chúng ta nhìn toàn cục Real là họ áp đảo như vậy nhưng mà ai mà ngờ được một người như Neuer sóng gió qua hết rồi, người hùng của trận đấu Và cứ tưởng là còn thêm mấy phút nữa thì là anh ấy đưa đội vào chung kết rồi Nhưng mà lại là Neuer mắc một sai lầm rất là bất ngờ và Real thừa thắng xông lên nhưng cái đà đó vươn lên Rồi là Sau trận đấu chúng ta cũng thấy là khổ hình như cũng rút Harry Kane với cả Leroy Janey ra sớm quá Thành ra là khi Tức là người ta luôn luôn biết nắm thóp đối phương Rút ra một cái là ông không còn khả năng gây áp lực trở lại Là họ tấn công gần như là 1 phần tư sân bên phần sân của Neuer đấy thì phải nói tôi vẫn thấy Ancelotti là rất đáng không, hay. ông ấy thì là Zidane yeah, là vô địch yeah. 3 năm liền nhưng mà cái chất của một chiến lược gia là chúng ta xem ở ông này rất rõ và và nó có thể khiến cho nhiều huấn luyện trẻ và mới vào nghề học được chứ Zidane thì bảo học được cái gì thì cũng, cũng rất khó. thứ bản chất là Zidane đã có một cái hệ rất là tài năng và thứ hai là nói thật là cái tính thuyết phục của Zidane với với chúng ta thì nó thì chưa cao lắm cho dù rằng là có ba chiếc C1 thì hay thì hay rồi cái đấy không phải bàn nhưng mà anh cũng chỉ làm mỗi chỗ đấy thôi chứ anh cũng đã làm chỗ nào khác đâu, phải không ạ? và nhiều người vẫn nói đấy là kỷ nguyên Ronaldo, đúng rồi. Đấy. chứ còn Zidane thì để mà nói là là làm cái gì để người ta học theo là khó, khó hình dung đó. Đúng rồi. Đến như công cái khó thì công nhận là các Chelotti là, là là đặc biệt đấy, bởi vì là cái cái Decima cũng là ông ấy chứ trai. đúng rồi. đúng không? cái thời điểm năm 2014 đấy nói thế thôi chứ để cái thứ 10 thì nó khó khăn lắm mà các bản thân cái trận chung kết năm đó với Atletico là họ thua trước Đúng rồi. đấy thì tất nhiên nó cũng có cả những yếu tố may mắn nữa, nhưng cái chính là thế này là tôi nghĩ là với những cái cái độ linh của một người huấn luyện viên ấy, thì cái việc phát triển cầu thủ họ nâng cấp cái cầu thủ của mình xây dựng cái hệ thống ra này nhưng mà đặt các cầu thủ vào đúng cái thời điểm thay người vào đương nhiên là một cái hay tuy nhiên vấn đề chỗ là sắp đặt những con người đấy đi như thế nào và như thế đấy chúng ta thấy là cái bàn cờ của Real ấy nhìn nhìn chung ấy đương nhiên họ hay thì chúng ta khen thì nó dễ nhưng mà bản chất là thế này chúng ta không thấy họ dẫm lên chân nhau Đấy. không thì đội bóng này thì thôi rồi vĩ đại rồi vĩ đại nhất của thế kỷ trước rồi và bây giờ vẫn họ vẫn đang duy trì là không nói nhất bây giờ cũng chưa hết thế kỷ cũng chưa biết thế nhưng mà do đến bây giờ thì có ai hơn được họ chắc chắn là chả là một chưa, phần chưa tư thế kỷ cả. nữa lại nhất thế cũng chưa ai hơn được họ cả à, vừa rồi thì họ vô địch La Liga rồi và còn chắc C 1 thì tôi nghĩ là chắc cũng khó khó thoát khỏi tay bóng này lắm, như là đá một trận đó, đại đá Wembley ừ. ừ. đấy đó là đó là trận đấu mà chúng ta không thể là bỏ lỡ được rồi à, thôi quay đến với bóng đá Anh nha bây giờ các giải khác thì xong hết rồi còn đâu nữa làm gì còn cái cái gì Đà. mà cạnh tranh nữa đâu, thì nó cũng chả muốn nói đến, chúng ta nói mỗi bóng đá anh thôi còn anh thì bây giờ chỉ còn có có hai vòng nữa thôi. Miang Man City thì còn 3 vòng. Ừ. Đó, à, ba, còn, trận. Còn ba trận, còn 3 trận, còn 3 trận. Nói thật là với anh Tùng là thế này. Năm nay thì tôi rất ủng hộ Arsenal mua địch vì họ xứng đáng việc đấy họ đá rất hay nhưng lại có nhưng mà. họ đá rất hay họ đá rất thuyết phục rồi tôi nói thật là không có gì là là là, là nếu là, là, là nếu như mà gọi là chức vô địch được quyết định bằng bỏ phiếu thì khả năng tôi có thêm một phiếu thì rồi. chắc, chắc, chắc <laughs> chắn chắc chắn bởi vì tôi, tôi thì với, với các cổ động viên man city cũng tôi cũng xin lỗi là vì không có gì ghét bỏ đội bóng này cả bởi vì họ quá hay và chúng ta nên tự hào khi một đội bóng của chúng ta một cổ vũ mà không đội nào muốn là vô địch cả à, không đội nào không có ai muốn ủng hộ họ vô địch cả nguyễn là họ là, là đang là vua họ đang là xuất sắc nhất đấy thì tôi mới đang nói đến cái ý rằng là arsenal năm nay xứng đáng vô địch rồi mà nếu họ không vô địch được nữa thì cũng chỉ biết là trách thân trách phận thôi trách trách số phận thôi chứ còn không trách được ai nữa còn man city mà đã vượt được qua arsenal thì cũng hoàn phải chúc mừng họ thôi không có cách nào khác cả vì, vì đơn giản là đây là đội bóng xuất sắc nhất nhiều điểm nhất và họ sẽ lập nên một cái kỷ lục là vô tiền khoáng hậu là bốn chức liên tiếp là điều mà chưa bao giờ xảy ra ở anh cả Bây giờ họ còn gặp ai? Ba đội bóng London cả. Fulham. Sau đó đá bù với Tottenham. Mà Tottenham thì nói thật là cứ bảo rồi. là quyết, quyết định trước vô địch thì mà ông thua liên tục. <cười> <cười> không ạ? Ông thua thua hết hết à. tất cả những cái đối Biết thủ. Biết đâu mới dồn mà. sức để đá hộ Arsenal trận sau. Không nhưng mà cổ động viên của Tottenham là ghét nhất cái việc ông Arsenal cầm cúp nó mới đau chứ, ừ, nó mới chán, thế là bản thân trên, là nhìn phong độ thôi. Trên mạng ấy còn có cái ông hôm trước đọc buồn cười lắm, có ông cổ động viên của của uh, Tottenham ấy, viết trên, trên 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 mạng báo đăng đấy là lại thế này. Tôi sẽ rất là là bực mình nếu như là chúng ta chấp nhận thua với tỷ số năm không vì tôi không thể nhìn được uh, Arsenal uh, vô địch mà nên là tôi không thể chấp nhận được việc là Tottenham sẽ để thua Man City 5-0 đâu mà phải thua hẳn 15-0 nên tôi chắc <laughs> để con đông kia còn nhỡ con cái hiệu số Nhớ còn số. chắc không. thế nghĩa là cái chi tiết là vui vui thôi à, nhưng đó đó sẽ là trận đấu mà vào uh, uh, sau cái chủ nhật tuần này thì có có giữa tuần sau tuần đúng rồi giữa tuần nữa thì sẽ có cái trận đá bù đó còn uh, tôi tin rằng Arsenal uh, uh, sẽ vượt qua uh, hai trận còn lại của họ thôi với phong độ hiện nay trong đó có trận trên sân Old Trafford của anh Huy đấy. đấy. Và nếu điều đó xảy ra thì thực ra nó cũng đã là một thành tích cực kỳ tốt của Arsenal rồi. Bởi vì trong lịch sử của Premier League ấy, thì Arsenal chỉ có một mùa 90 điểm, 38 vòng đấu. Đó là mùa 2003 04 mùa bất bại của họ. Tất cả các mùa còn lại, kể cả những mùa như là 98, 97-98 này hay là 2001-2002 vô địch ý, thì cũng không để không thể có được cái số điểm số điểm lớn như thế tuyệt đối đến như thế thế thêm ra là cái những cái điều mà ata cùng với cái đội ngũ ngày hôm nay có được là một cái bước tiến nó rất là xuất sắc rồi à, chỉ có điều là man city hay quá thì nếu như man city vẫn hay mà chức vô địch không thuộc về arsenal thì thôi phải chấp nhận và phải làm lại làm tiếp năm ở những sau. mùa sau bởi vì cái thế hệ này tôi nghĩ rằng là hoàn toàn có thể phát triển tiếp bổ sung thêm củng cố thêm thì cuộc đua nó vẫn còn ở trong cái cái tầm của Arsenal và như thế cũng đã là một hạnh phúc với đội bóng này rồi. Bởi vì trông thế thôi, mọi người cứ nói gọi là là, là 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 đùa những cái cứ nghĩ là chức vô địch nó dễ lắm mươi 38 vòng đấu lại đua không, toàn thế, với những không, chưa bao giờ, những, giờ dễ cả. Vậy Anh chưa là, ra là dễ không hề dễ, dễ một tí nào cả. ra là cũng chẳng có chẳng có phải gọi là gọi là, chê, gọi là chê bai gì cả bởi vì bản chất là có mấy chục năm nữa thì cũng phải chịu. Liverpool đến 30 năm mới vô địch được Premier League cơ mà đúng không? nhất là cũng bình thường thôi, không có vấn đề gì cả. Thế thì mình thấy rằng là nếu năm nay Arsenal mà 90 điểm mà cũng vẫn về nhì. 89. Nếu 89 điểm nếu về nhì thì cũng thông cảm cho Liverpool, đúng không? 97 điểm cũng vẫn nhì cơ mà. 92 điểm cũng vẫn nhì cơ mà. Thế thì ra là cái câu chuyện đấy là cũng với với đơn giản là Man City hay quá. Man City ổn định quá. Hơi thế làm, thế làm thế tiếc cho Arsenal là mùa này là Man City là bớt hay rồi. Bớt hay rồi. Hay rồi. Hay rồi. Nhưng mà họ vẫn vẫn làm chủ rồi. được hết. Vẫn làm chủ à, được. kiểm soát được Và đá Fulham, đội bóng mà mới chỉ thắng trong chín hai trong chín trận gần đây đúng không? Tottenham ấy thì ừ. bệt như thế, West -ham, Ham thì cũng được có một trong còn... chín trận gần đây thôi là là thắng thôi còn đâu thua hết. Thế, thế thì như là cái câu chuyện của 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 tức là từ trước à, cái này có... là mới chỉ có MU ba lần liên tiếp vô địch Premier League thì ừ, rất ở có Anh thể... ở Anh thì có mấy đội là là là, là đã từng ba lần vô địch Anh nhá liên tiếp trong nhưng Premier League thì chỉ là là, là, là Arsenal Man United là hai lần và Man City một lần vô địch anh trước đấy Liverpool đã từng 3 lần rồi nhưng mà đấy là gọi là giải trước đấy, giải nhất trước chưa ừ, gọi là giải gì đấy. Không không chưa có tên là Premier League nhưng nó vẫn là giải vô địch Anh, vẫn là giải này chứ không phải là giải nước khác cả. Ừ. Thế thì Man City rất có thể là họ sẽ lần đầu tiên trở thành đội 4 lần vô địch. Nhưng mà chắc là 5 lần vô địch thì khó, thế nên là thôi cứ hy vọng thế thôi. <laughs> Chúng ta lúc nào cũng nói vậy nhưng mà cuối cùng thế mà nếu mà họ mà vô địch năm nay nữa thì là 7 mùa vô địch 6 đấy. Thế là khủng khiếp. Thế là khủng khiếp. Vâng ạ. Ở cái thời đại này mà một đội bóng mà ở giải ở giải Anh chứ còn ở các giải Đức hay là lại Ý hay là giải Pháp thì cái chuyện đấy nó cũng không có gì là lạ lắm Được. nhưng mà ở Anh mà như thế thì là kinh khủng nhưng mà chính cái điều này tôi nghĩ là Man xanh cũng phải chịu những cái sức ép bởi vì những người khách quan và nói thật là kể cả ban tổ chức giải người ta cũng không muốn một đội chấn sân như vậy thành ra tôi vẫn nghĩ là trong 3 trận đá với các đội London thực ra đây đều là những đội bóng có tiềm lực vấn đề là phong độ thế nào thôi họ đều mang. có những món món chơi của họ có đều có đồ chơi cả ba đội đều đều có phong cách của họ đạt phong độ thế nào thôi thành ra cổ động viên Arsenal vẫn vẫn có quyền hy vọng và cái vòng đấu cuối là Arsenal mời toàn bộ đội hình của cái mùa bất bại là đến Emirates để mà xem vòng đấu cuối người ta coi đấy là một ngày chung kết hai trận đá cùng giờ thì chắc là đến lúc đó là vẫn sẽ hồi hộp gọi là nghe ngóng cả hai sân để mà xem man xanh như thế nào thì thôi thì dù sao Um, Arsenal chưa chưa quyết định được cái, cái khả năng của mình có vô địch hay không nhưng mà một cái bối cảnh như vậy nó diễn ra đến vòng cuối thì Chuyện tôi cho dài. cũng đáng nhớ lắm rồi. Nhưng mà cái điều ấy nó 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 phải phụ thuộc rất nhiều vào Arsenal vào cái chủ nhật này họ phải thắng được không, Manchester đúng, đúng, lúc đúng. này thì đội nào cũng thắng được đấy. Ủa Sao anh nói thế? tôi à, phải đúng, buồn dầu và nói biết đâu ra chuyện đấy, này. <laughs> biết đâu đấy. <cười> Trung, <laughs> Trung vệ <về> Casemiro <laughs> thực sự là thành không... biểu biểu tượng của cái thất bại, <laughs> thảm họa. Thế nhưng mà cứ về sân nhà rồi đá với đội mạnh là Manchester thì cũng đâu có tệ đâu. Cái cách mà đá với Crystal Palace là, là là làm chúng ta không có một chút hy vọng nào. Nó là cái cái đáy của cái bạc nhược. Thật sự cách đây một hai tuần thì tôi vẫn vẫn nghĩ rằng là để ông Ten Hag làm. À, đến cuối mùa rồi ông sẽ đi thôi nhưng mà chắc là không nên để ai thay ông ấy giữa dòng nhưng mà đến trận thua Pele vừa rồi thì tôi lại có cái suy nghĩ là nếu mà đưa một trợ lý nào lên làm là tốt hơn chứ còn bây giờ không có cái gì có thể bảo chữa bênh vực cho ông mà được nữa có vẻ như là ông có những dấu hiệu việc là không kiểm soát được chợ chiều được một cái không khí chợ chiều nó bao trùm đội bóng mất rồi không, bây giờ chỉ có tinh thần là làm sao ngăn chặn arsenal thôi thế thì à. liệu có làm được không đấy à. thế. Thế có tinh thần còn lại như còn tranh cúp châu thì họ vẫn có hy vọng nếu như họ họ thắng đúng không? để 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 còn dự cái gì? Nếu mà dự thì chắc Conference League với cả Europa đấy chứ còn C1 thì không có bị rồi. Europa cũng không, 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 không có khó cửa đâu. Không có cửa. Đó. còn à. mỗi cửa đá với đúng đúng rồi đá thôi. với FA Cup thôi. Mà tình hình này mới đá với Man City thì cũng <cười> <cười> hơi khó. Ừ. thì tôi cho rằng là thôi thì cứ đẩy mình vào cái thế khó đấy xem thế nào chứ còn ở thôi, giải ngoại anh thì tôi thì với anh huy là chấp nhận là, là, là arsenal sẽ thắng hai hai trận còn lại nhưng mà khả năng là man city cũng thắng cả ba trận còn lại cao ừ. đấy khả năng rất cao đúng đấy. Đúng. đấy là đấy là suy đoán của fan bởi vì ừ. bởi vì chúng ừ. ta cứ theo dõi man city trong những cái mùa giải gần không, đây, không đây có họ khi họ vô địch ấy là cái đoạn cuối là à. họ không sơ Li... sảy liverpool là họ cũng, họ cũng có adn vô địch thắng thắng rồi họ bắt đầu cũng có adn vô địch rồi những đoạn nước rút là liverpool cũng thắng tất. đuổi đến nơi đến chốn thế nhưng mà ông kia cũng không xảy trận nào cả. Đấy, chúng ta nghĩ vọng hy vọng là ông xảy nhưng mà ông không xảy một trận nào hết. Mà các đối thủ thì nó cũng, bây giờ nó cũng không quá khó. đấy ờ, Nếu bây giờ mà gọi là có vứt vát hy vọng thì, thì tôi vứt vát hy vọng ở cái trận tới đây này, trận sát tới đây là đá Fulham. Còn Tottenham là tôi không 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 dám tin. <laughs> Còn cái trận cuối đá West Ham đá sân nhà của Man City đá sân Etihad thì khả năng không, khó. không có cửa rồi. À, có một cái thông tin cập nhật là U 23 Indonesia đã thua. Yine. ông Nê, ông Toàn gọi đội đội oách về mà thua không một thôi nhưng mà thế là cũng không đủ thế không, để đi thế là Olympic chưa, rồi. Chưa có đội bóng đông á nào đi được Olympic. Ấy. Thế đây là giờ đều rất là đáng tiếc rất là, là là chia sẻ cái nỗi buồn này đối với các cổ động viên của Indonesia. Đó, thua thế thì rất đáng tiếc. Nhà, vừa mới thua xong. Vâng, đá Paris mà, đá Paris đá ở Clay Fontaine thôi. À, à, thế vâng. rồi cảm ơn. Xin các anh ơi, chúng ta dự đoán các trận đấu ở cuối tuần này nha. Đây là Fulham với Man City này. Tôi nghĩ là 1-3. Tôi nghĩ 2-0 thôi. Tôi nghĩ 2-1 cho Man City. Một cổ động viên của Arsenal dự đoán một đều. <laughs> Và thế là đủ đấy. Vâng, thế là đủ đấy. Newcastle Brighton 1-0 cho Newcastle. Tôi dự đoán Newcastle thắng 2-1. Tôi dự đoán 2-1 cho Newcastle. 3-1 cho Newcastle. Tottenham với Burnley, tôi nghĩ Tottenham sẽ thắng với tỷ số 2-0. Với đá Burnley này. mà không thắng à, nữa thì không chút giận, còn... chút giận vào Burnley 3-0 ạ tôi đoán 2 không để có đà đá với màn xanh cho nó thật ừ. ngon lành nhé. <laughs> West Ham với Luton Town, thử ý tôi vẫn dự đoán trận đấu này với liên quan cái cái đội xuống hạng lên xuống hạng. Tôi nghĩ là hòa một đều. Đội kia nó đang chạy chối chết đấy. Tôi thì nghĩ West Ham vẫn thắng 2-1, Luton Town khó rồi. Nó tình hàm Forest nó tự quyết được số được phận của được. Đó. Tôi đoán là 3-1 cho West Ham. Đúng là năm nay các đội mới lên hạng yếu thật. Hy vọng là mùa sau có một loạt cái tên ít you you rồi. You you town, thì nó vững hơn chứ mấy đội mới lên nó mày yếu quá. Nottingham với cả Chelsea tôi đoán là một đều của Nottingham thì rất cố gắng để để nhưng mà Chelsea đang lại đang rất hay đấy. Tôi đang đều... rất chân chu ông chủ tịch bây ông nói rằng là đấy. Hai trận rưỡi vừa rồi mới là những cái mà chúng ta đã, đã, đã xứng đáng là những gì chúng ta đã đầu tư mà ừ, trong chơi trông giống như thứ rồi. Trên trên rồi. rồi và trên hiệu số rồi ạ. Tôi dự đoán Chelsea thắng 3-1 phong độ họ đang cao lắm. Tôi nghĩ là hòa một đều tôi nghĩ là 1-0 rồi trận gì. Man United vs Arsenal 1-3. Trận là đi như thế nhỉ? Đúng rồi, là đi mà 1 -3. nhưng năm ngoái sân này thì cũng là 3-1 MU thắng đấy. Nhưng năm nay nó khác. À tất nhiên. Thú thực là ừ. theo nguyên tắc là fan MU là phải dự đoán MU thắng nhưng tôi lại không tin vào vào không có một người đúng không? Không tin vào con người. Không có người đúng thật là dự đoán, đoán hòa một đều cũng là kết quả bất ngờ rồi đấy. Một <laughs> đều thì coi như là mất chức vô địch. À. Tất nhiên Ừ. nhưng tôi nghĩ rằng vào thời điểm này với hai đối tượng còn lại Arsenal giải quyết à, nằm trong tầm tay, họ ừ. thực sự là quyết tâm cộng với cả một cái thực lực rất là cao. Trận cuối Arsenal đá với cả Everton uh, sân nhà. Ừ. Tôi cho rằng Arsenal thắng 2-0 đấy. Tôi nghĩ là 2-0 cho Arsenal. Aston Villa với Liverpool 2-3, từ ra Liverpool hết uh, mục hết tiêu rồi. rồi. Hết mục tiêu rồi. Đá trận đấu này mà Aston Villa thì cũng là gần như là chắc suất C1, chắc suất C1. C1 và và thậm chí là vị trí thứ tư. Tottenham là kém 7 điểm. Phải thứ tư mới được C1. anh năm nay chỉ ờ, có anh anh thôi. Anh. anh lại thứ tư. Bây giờ người đang kém Đó. đã Tottenham đang kém tới 7 điểm. Đó. 7 điểm. Mà Tottenham Nhưng ít hơn một trận. Ít hơn một trận, nghĩa là 4, có thể là 4 đúng không? Đúng rồi. Thì uh, thì uh, vẫn có thể là 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 lỗi người người Đấy đâm ra, ra là có. những cái chi tiết đấy đâm ra là nếu như Tottenham mà kịp thời phục hồi ấy, thắng được thắng Berlin. trận Burnley mất điểm ấy thì cái trận Tottenham với Man Bà City nó rất là nóng hơn, lớn. Tôi dự đoán là tôi là hòa thì vun hai đều. Tôi cũng đoán Sẽ hai đều, đều luôn. Tôi không nghĩ là hòa một đều. Ừ. Serie A nhé, Atalanta Roma một đều. Tôi cũng dự đoán một đều. Tôi đoán là Atalanta thắng hai không. Bundesliga có trận à. Là cũng là tranh xuống hạng hay sao? Côn Col à. Cologne Berlin. À. Không hai. Thực ra thì là Cologne Cologne sáng cửa. Không, thực ra Cologne xuống hạng rồi. Uh... À, xin lỗi Union Berlin, là Union Berlin, là Berlin, là Berlin, 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 Berlin vẫn, vẫn cần phải có điểm phải có điểm không, đấy. Thực ra ừ. Union Berlin là không giải quyết được nhiều vấn đề bởi vì là câu Union Berlin đứng ở vị trí thứ 16 và hơn Cologne 6 điểm thì có nghĩa là hòa trận này trở lên đúng không? Thì nó thì giống là đủ là một nhưng, trận, nhưng một mà trận được ông phải đá playoff. là vẫn vẫn phải có ừ, điểm, vẫn phải có Ông phải đá playoff. À. Vì hôm tuần vừa rồi thì ông thua một trận là quan trọng là thua ông Bukum. Ừ. thua Bukum thì thì dẫn đến cái chuyện là ông gần như là không thay đổi được tình hình và khả năng cao là ông Union Berlin là ông đi đi. À không. Hình như còn mai nữa, còn mai nữa, còn mai mai, ở mai vòng rồi vào, vừa rồi mai không à. năm là cũng Union thắng. thắng là vẫn có cửa là thoát thoát hiểm luôn ấy. đấy. đấy. công thức là tối nay là, 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 là Union Berlin mà thắng là 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 thoát. đó cái đó, thế tôi nghĩ là Union Berlin sẽ thắng 2-0 đấy. Thắng có 1 -0 thể 0. có thể nhưng mà tôi nghĩ là hòa thôi, ừ. cả hai đội không biết ghi bàn. tôi Đói đoán đều hoà... không có tiền đạo không biết ghi bàn. hòa không đều, hòa không đều tôi đoán thế. ở La Liga Barcelona với Real Sociedad 1-0. tôi đoán tôi đoán là một đều. thực ra thì bây giờ nó có cái ý nghĩa gì đâu. ý nghĩa nữa rồi. À, tôi đoán hai đều thôi hai đều ở sân Barca rồi cảm ơn các anh tâm điểm của chúng ta vào cuối tuần này chắc chắn là sẽ hướng đến các trận đấu ở giải hạng Anh những trận đấu để liên quan đến nhau như là Man City sẽ làm khách tại Fulham và đừng quên đó là trận đấu vào ngày chủ nhật là Arsenal sẽ hành quân tới Old Trafford trong một trận đấu mà họ không được phép để mất điểm nếu như mất điểm thì coi như là chức vô địch sẽ thuộc về Man City do vậy là Arsenal sẽ phải hết sức cố gắng để vượt qua được một Manchester United mặc dù đã ở trong cái thời kỳ khủng hoảng nhưng biết đâu đấy ờ, khi đá đội mạnh và đá trên sân nhà thì họ có thể làm đồng điều làm cho vui lòng những người hâm mộ còn bây giờ chúng tôi xin được kết thúc ở đây xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn xin chào và hẹn gặp lại